Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước Ống Kính, bản tin cập nhật tin tức an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước. Bản tin chiều nay 17 tháng 12 có những ghi nhận gì? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây qua ống kính an ninh. Trước hết là ghi nhận về tình hình tội phạm ma túy. Thưa quý vị, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt giữ đối tượng Trần Thái Bảo, hộ khẩu thường trú quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn phường 2, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công an phường 2 bắt quả tang đối tượng Trần Thái Bảo đang tàng trữ trái phép một gói ma túy tổng hợp. Làm việc với cơ quan công an, Bảo khai nhận ma túy được mua tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 1,4 triệu đồng. Tối ngày 16 tháng 12, Bảo cùng bạn gái từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vũng Tàu thuê khách sạn để lưu trú và mang theo ma túy để sử dụng. Vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục điều tra. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chỉ trong ngày đầu tiên ra quân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ 4 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và Công an phường Phước Trung thành phố Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Tuấn, trú tại thị xã Phú Mỹ đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 9 gói ma túy đá trọng lượng khoảng 30 gram. Tuấn khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ tháng 2 năm 2021. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Tuấn đã nhiều lần mua ma túy đá từ một người đàn ông tên Thắng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về phân ra bán lại cho con nghiện. Tại một nhà nghỉ ở phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Thanh Tú cùng trú tại thành phố Bà Rịa đang tàng trữ 2 gói ma túy đá được giấu bên trong vỏ bao thuốc lá Z. Hai đối tượng khai nhận mua ma túy từ một người tên Cường, sau đó thuê khách sạn để sử dụng. Cũng tại nhà nghỉ, lực lượng chức năng còn bắt quả tang Bùi Minh Vân trú tại huyện Đất Đỏ đang tàng trữ một gói ni lông chứa ma túy đá. Vân khai nhận vừa mua ma túy và thuê nhà nghỉ để sử dụng thì bị bắt. Tại Hà Tĩnh, Cà Mau và Bình Phước liên tục 2 ngày qua, cơ quan công an cũng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển tụ tập sử dụng ma túy. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Hải kiểm tra đột xuất khu nghỉ dưỡng Quỳnh Viên. Qua đó phát hiện 16 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm nhanh, tất cả các đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý. Phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng thành phố Cà Mau đã dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe có 3 bọc ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, có tổng khối lượng khoảng 1,15 kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng tên là Nguyễn Văn Sang và Lư Phước Hùng khai nhận tang vật đúng là ma túy. Cả hai đang trên đường mang đi giao cho khách thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tại khu vực gần cột mốc 65/6 thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước bắt giữ đối tượng tên Pit Fana, quốc tịch Campuchia, vận chuyển khoảng 1,17 kg ma túy đá. Đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Campuchia sang Việt Nam để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Pit Fana cùng tang vật để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang ghi nhận ở lĩnh vực khác. Thưa quý vị, Phòng An ninh Chính trị Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã kiểm tra đồng loạt 2 cửa hàng sách và 1 kho hàng tại quận Cầu Giấy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 tấn sách lậu. Tại cửa hàng sách Ngoại ngữ và cửa hàng sách Thịnh Trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.000 cuốn sách đóng trong hơn 15 thùng cát tông, nghi là sách in lậu. Tiếp tục kiểm tra tại kho sách ở đường Phan Bá Vành, quận Bắc Từ Liêm, lực lượng liên ngành Hà Nội phát hiện thêm gần 400 đầu sách đang bán chạy hiện nay, ước lượng lên đến khoảng 30 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hai cửa hàng và kho hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ. Các đầu sách nghi làm lậu của rất nhiều công ty sách lớn có uy tín. Lực lượng chức năng đã kiểm đếm, niêm phong và đưa về tạm giữ tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để tiếp tục xác minh.
Bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện xin tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc kênh YouTube BRT News. Thông tin cộng tác cùng chúng tôi, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.